Đội hình của Mu có thể mạnh đến nhường nào nếu vào tay tỷ phú Ratcliffe? Tỷ phú giàu nhất nước Anh, Jim Ratcliffe, đang có ý định mua lại Man United từ tay nhà Glazer. Vậy đội hình của quỷ đỏ sẽ được nâng cấp ra sao? Man United có thể được thiết lập cho một sự thay đổi đáng kinh ngạc ở cấp cao nhất. Đó là bởi vì tỷ phú người Anh, Sir Jim Ratcliffe đang muốn mua lại câu lạc bộ. Người hâm mộ mong muốn thời kỳ hậu Glazer có thể sớm thấy mình đang sống trong quả mơ. Và nếu một cuộc tiếp quản tuyệt vời diễn ra, Ratcliffe chắc chắn sẽ đầu tư đúng mức vào đội hình của Erik ten Hag. Nhưng chính xác thì Ratcliffe sẽ nhắm đến ai nếu ông trở thành ông chủ của Man United? Giả sử một giám đốc thể thao mới đã được điều động và các mục tiêu của ten Hag vẫn giữ nguyên, quỷ đỏ có thể có một diện mạo mới thú vị. Ten Hag đang săn tìm một thủ môn mới trong bối cảnh lo ngại về khả năng chuyền bóng của David De Gea. Và Alan Bessier của Leeds được cho là có vị trí cao trong danh sách này, bất chấp sự đối đầu gay gắt của hai câu lạc bộ. Hàng thủ của Man United đã được tăng cường nhờ việc chiêu mộ Lisandro Martinez và Tyrell Malacia. Trong khi đó, Rafael Varane nhiều khả năng sẽ có cơ hội khác sau khi được coi là trung vệ hàng đầu thế giới tại Real Madrid. Nhưng Ten Hag muốn có một hậu vệ phải mới và người ta cho rằng ông đang ráo riết theo đuổi Thomas Müller của Borussia Dortmund. Ở hàng tiền vệ, Mu đang khao khát có được một chuyên gia kỹ thuật sau khi bỏ lỡ Adrian Rabiot của Juventus. Và họ đang đàm phán để có được siêu sao Casemiro của Real Madrid, người đã giành được 5 chức vô địch Champions League. Frenkie de Jong của Barcelona cũng vẫn nằm trong danh sách rút gọn của Man United mặc dù đang được liên kết với việc chuyển đến Chelsea nhiều hơn. Các mục tiêu ở hàng tiền vệ khác bao gồm Moises Caicedo của Brighton và Sergei Milinkovic-Savic của Lazio. Và Man United vẫn có Bruno Fernandes và Christian Eriksen cho vị trí hộ công. Đối với hàng công, Man United vẫn chưa nhìn thấy những gì tốt nhất từ Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo vẫn được cho là sẽ ra đi trước thời hạn trong khi Marcus Rashford được Paris Saint-Germain mời gọi. Điều đó mở ra cơ hội cho một số viện binh với bộ đôi của Atletico Madrid, João Felix và Matheus Cunha được liên kết trong tuần này. Man United cũng quan tâm đến tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Barcelona. Trong khi đó, tiền đạo Christian Pulisic của Chelsea là một phương án cho mượn khá hợp lý. Và các báo cáo cho biết quỷ đỏ đã sẵn sàng để trở lại hỏi mua cầu thủ chạy cánh Anthony của Ajax, người có thể phải trả một mức phí kỷ lục mới của câu lạc bộ.